Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Quyền, bác sĩ tại nha khoa Thùy Anh. Hôm nay tôi xin chia sẻ đôi điều về miếng dán tẩy trắng răng. Miếng dán tẩy trắng răng hiện nay được bán khá phổ biến trên thị trường mà chưa được các cơ quan chức năng cảnh báo đến người tiêu dùng. Thì hiện nay phổ biến nhất là miếng dán Crest Whitening Chip của công ty Procter & Gamble, được đưa ra thị trường lần đầu tiên năm 2001. Và năm 2010 thì đã có sản phẩm Crest 3D. Về thành phần của miếng dán tẩy trắng răng tại nhà thì thường là gồm là hydroxy peroxide H2O2 với nồng độ khác nhau, thông thường là 15%. Thì H2O2 là hay được sử dụng trong tẩy trắng và sát khuẩn. H2O2 cơ bản là an toàn, tuy nhiên thì có một số trường hợp là dị ứng, thì do đó là bạn cần phải lưu ý trong quá trình sử dụng, nếu mà có dấu hiệu bị dị ứng cần phải dừng lại ngay. Thứ hai là việc sử dụng miếng dán do là chỉ dán lên bề mặt răng, không hoàn toàn khít sát về các răng, do đó có thể gây ra trào thuốc ra lợi, gây viêm lợi hoặc rát lợi. Thậm chí nếu bạn nuốt phải có thể gây viêm họng hoặc là rối loạn tiêu hóa. Thì ngoài ra những cái vùng mà răng không được thuốc đến thì nó sẽ không được sáng trắng như là những vùng răng có thuốc. Tiếp theo đó là về khi mà răng bạn có những cái vết sâu hoặc là mòn cổ răng, nếu mà không được xử lý thì H2O2 có thể gây kích thích ê buốt hoặc thậm chí có thể gây chết tủy. Về giá thành thì miếng dán chính hãng thì nó có giá lên tới khoảng 1,2 triệu hoặc là hơn. Nó gần bằng chi phí so với răng tẩy trắng răng tại nhà bằng má. Ngoài ra thì có những sản phẩm trôi nổi trên thị trường được bán khá rộng rãi với giá chỉ 200.000. Thì tôi khuyên tốt nhất các bạn không nên sử dụng những sản phẩm đấy. So với tẩy trắng răng tại nhà bằng máng thì miếng dán trắng răng thì không thể bằng được, vì nếu bạn tẩy trắng răng tại nhà thì bạn sẽ được nha sĩ chỉ định lấy dấu để in một cái máng cá nhân, thì khi đó thì thuốc thì sẽ tác động đến toàn bộ các bề mặt của răng. Thứ hai là không gây trào ra lợi, gây viêm lợi và tránh cái trường hợp nuốt phải gây viêm họng, rối loạn tiêu hóa. Thời gian sử dụng thì tẩy trắng răng tại nhà hoặc dùng máng tẩy trắng thì đều cần 1 tuần đến 2 tuần. Chi phí thì sẽ là tùy theo phòng khám, thì thông thường nó từ 1 triệu đến 2 triệu. Điều quan trọng nhất thì là khi bạn tẩy trắng răng tại nhà do bác sĩ chỉ định thì bạn sẽ được khám và điều trị những cái răng mà có tổn thương về sâu hoặc là mòn cổ răng để tránh ê buốt. Thứ hai là bạn phải đánh bóng để làm sạch bề mặt răng thì giúp cho thuốc là tác dụng tốt nhất. Tóm lại thì tẩy trắng răng tại nhà bằng máng do bác sĩ chỉ định ưu việt hơn hẳn so với miếng dán răng tại nhà. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.